Tiếp theo sẽ là phần dự thi của đơn vị cuối cùng đến từ khu Xuân Viên 2, phường Xuân Sơn qua các tiết mục. Tiết mục múa Đường Lên Phía Trước, Quảng Ninh Quê Em, Quảng Ninh Rực Rỡ Gấm Hoa, tiểu phẩm Tôi Hiểu Ra Rồi, top ca Đất Việt Tiếng Vọng Ngàn Đời. Mời quý vị cùng thưởng thức và cổ vũ. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể khán giả, ngày 15 tháng 8 năm 1966, máy bay đế quốc Mỹ đánh phá Cầu Cầm thuộc xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nay là phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Trận địa súng 12 ly 7 bên bờ sông Cầm, lực lượng trực chiến phòng không xã Xuân Sơn, anh dũng chiến đấu kiên cường, đã bắn máy bay địch, bốc cháy trên bầu trời giữa tiếng reo hò vang dậy của quân và dân Đông Triều. Đây là chiếc máy bay thứ 100 của giặc Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Quảng Ninh. Sau đây, xin kính mời quý vị đại biểu, khán giả cùng hướng lên sân khấu, quay trở lại những khoảnh khắc lịch sử chiến đấu kiên cường, oanh liệt, hào hùng của quân và dân xã Xuân Sơn năm xưa. Chân vội vã mịt mờ sơn khê, ngày đi biên có về, chẳng ngại gian nguy, chẳng để dấu hy
bằng sự mưu lược và yếu lĩnh tuyệt vời. Ngày 15 tháng 8 năm 1966, phân đội súng máy 12,7mm trực chiến của dân quân xã Xuân Sơn tại trận địa gần Bến Miếu, bên sông Cầm đã nhả những loạt đạn chính xác vào máy bay địch. Đây là chiếc máy bay thứ 100 của giặc Mỹ phải đền tội trên bầu trời Quảng Ninh. Quảng Ninh có lý do để tự hào về truyền thống vùng mỏ anh hùng, quyết tâm vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, kế tục và phát huy truyền thống cao quý của các thế hệ cha anh. Trên chặng đường phía trước, đồng bào các dân tộc Quảng Ninh dù ở bất cứ đâu vẫn sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, nhiệt huyết, quyết tâm thực hiện thành công khát vọng Quảng Ninh. Đến năm 2030, xây dựng thành công tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại bằng chính bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển và mảnh đất của mình. Anh đi có việc đấy. Đây, nước của anh đây. Rượu vào uống tít. Nước em ngon lắm, đúng là nước cũng đẹp. À, nước ngon mà lại người đẹp nữa. Ngon không anh? Nước anh thì đùa ấy ạ. Ừ, thế bao nhiêu tiền thế nhỉ? Của anh hết 10.000 anh ạ. Ô, thế rẻ thế thôi à? Thì con đẻ đương đi lại chứ. Ô, lạ nhỉ, nước em mà lại có 10.000 thế á. Ừ. Thôi anh trả tiền đây. Anh đừng quên nhá. Quên sao mà quên được. Ôi trời, hôm nay anh quên không mang nhiều tiền rồi. À, có 12.000 thế thôi ạ. Anh bỏ hết cho em đấy. Úi trời ơi, lại còn được bỏ 2.000 cơ các bác ạ. Lần sau. Thôi nhá, bye bye anh, bye nhá. Anh về
này nhá. Lần sau em có miền là đến quán em. Cái chỗ này làm sao em vắng teo, chắc là không có nước em đây. Rồi phủi phui cái mồm nhà ông ấy nhá. Chủ quán không ở đây ở đâu? Ui trời bà con ơi. Em là người bán xôi. Ai xôi em đây? Ai xôi em nào? Xôi em á là sao chuyến xôi? Ai mà ăn xôi của em vào á, người giữ thì sẽ giữ dằn, càng giữ dằn. Người chảnh thì sẽ sang sảng, người lành thì sẽ sao sáo. Còn người bệnh á, ui thì lại xanh xao. Ai xôi em đây? Ai xôi em nào? Xôi đi, xôi thương hiệu nào? Sao chuyến xôi bà con ơi? Mới sớm mày già đã vào cái con mẹ sao rồi? Ngâm mặt xôi này còn đòi thương hiệu nữa cơ đấy. Xôi nóng hổi. Này, này, này nhá. Có nước không? Cái bà này nhá, ai nói thì bà từ sáng đến giờ hả? Tôi vừa lấy mở hàng xong, phủi phối cái mồm mà. Bà chủ yếu tôi à? Hả? Tôi làm gì bà đâu? Bà bán hàng của tôi bà đi nhá. Biết sạch chứ tôi không làm gì bà đâu. Tôi không nói chuyện với bà. Tôi chẳng thèm nói chuyện với bà nữa. Còn bà ai xôi đây? Ôi xôi đi nào bà con ơi. Chị ơi đấy. Dạy mẹ tí nha. Thế hai đứa này hôm nay đùa nhiều mất giọng thì không rõ hả? Thôi được rồi, bà biết rồi. Chúng mày mua xôi, ngồi xuống đây con. Chị ơi, chị em mua bao hộp xôi nha. Ừ, có ngay, có ngay. Ba mẹ con á, là tìm đúng địa chỉ luôn. Ui giời, xôi đây, con này nhỏ ăn trước nhá. Này, xôi. Em với nệ cháu ơi, sang đây làm cốc nước mía cho nó mát. Con này thứ hai. Này. Mua xôi rồi chị ạ. Đừng con ạ. Nó kéo kéo khách nhá. Chúng cháu đi ăn xôi cơ. Đúng rồi đấy. Trời nóng lực này á. Sang đây làm cốc nước mía cho nó mát chả. Uống thì còn đi á. Đây. Ăn xôi ngon lắm chị ạ. Đúng là sao xuyến xôi nó khác. Em ăn vào thấy nó có sao xuyến hết cả người. Trời ơi em ơi. Đây là thương hiệu của thị xã. Mà chị có chị là có cái xôi này. Vâng chị ạ. Chị ơi chị cho em gửi tiền ạ. Ba mẹ con. 30.000. Vâng em gửi chị ạ. À. Ừ, vâng, số của bác ơi lắm ạ. Ừ, bác cảm ơn nhá. Ui, em chào chị em gà nhá. Sao ăn là phải ăn hết nhá. Bác phải có sợ đừng giáp chứ ạ. Cái đấy là việc của bác, để con mình đi về nào. Bà con ạ, cứ bọn trẻ con này nó xoay kinh lắm cho nên mình phải nhặt lên. Nhưng mà nó đi rồi. Thôi mình vứt đây cho nó gọn bàn gọn ghế. Ui giời. Còn mấy túi nữa, vừa lấy bán dọc đường, cũng ném ra luôn. Này! Cái bà thôi này! Cái gì đấy? Tại sao sách bà ăn xôi lại vứt xong chốt của tôi là thế nào? Cái vườn ấy, bà cũng vứt xong chốt của tôi thì sao? Vứt xong chốt của tôi thì tôi hỏi bà này! Cái chốt này có chiên tên bà không? Có chiên chứ? Bà bán hàng nước mía chứ? Chỗ này là của tôi! Người thì ngọng liếu ngọng lơ, người ta bảo nước mía thì nước. Thôi cẩn hơn bán hàng đi! Em ơi! Mua xôi em ơi! Giữ tay anh thật lâu. Ôi giời, đây. Ôi chị ơi, cho em mở cốc nước mía. Thật to rồi đấy. Xôi nóng đi bà con ơi. Thật quá. Rồi, nhiều mà tiểu đường. Còn hơn ăn xôi một cốc thì chỉ có cô đơn cả đời. Ờ, đây, ngó em đây. Chỗ này, tôi này gói bằng... Ôi giời ơi, đây. Cốc nước mía của chị vào mà chị đến hết cả người đấy. Ừ. Mát lắm nè mà, ok đi em. Uống nước của chị vào à. Tính táo ra, giọng lại càng ngọt ngào đấy. Mà ngọt ngào thì lại nhiều anh nào vào. Ôi giời ơi, rồi tỉ tiểu đường chị ạ. Ấm à, xôi của chị ngon quá cơ. Người đẹp có khác mà xôi cũng ngon. Vâng, em gửi tiền chị. Xôi hiệu có khác, ngon quá. Em gửi tiền chị ơi. Bao nhiêu tiền đây chị ơi? Rồi. Em để cốc đây em thì tiền, chị gọi thôi em nhá. Để đấy chị xử lý cho. Rồi, chào chị nhá. Nào. Này này. Cũng nhặt này này bà kia. Tại sao bà lại nhặt thằng rác của tôi à? Bà làm sao? Cái gì đây? Đấy là bà bắt hàng của tôi. Ôn này hai chị. Chỉ này. Có hai chị bán hàng đây thôi thì rác này không có hai chị thì là có ai vào đây rồi nào? Ui giời ơi, mày của tôi. Nào, tôi nói cho mày biết nhá. Mày đến đây uống nước không liên quan gì đến chúng ta. Phạt cho tao nhờ. Để chúng ta vào giải quyết. Em không nói chuyện với hai chị nữa đây. Em nhập đi báo khu đây. Ui giời, chết quá cơ. Đánh đá quá cơ. Ôi giời, con điên rồi. Đây rồi. Đây này.
này, hai bác lên lớn tiếng với nhau rồi để xô sát với nhau như thế này được. Chị phải nghe tôi thì nó mới chuẩn. Cái con mẹ này một câu nó thành 10 câu. Thôi được rồi, chị phải nghe tôi. Chị bình tĩnh nói cho tôi nghe xem nào. Tôi ấy, đấy chị biết thừa hoàn cảnh của tôi rồi. Mẹ cô đơn, à quên, mẹ đơn thân. Rồi lại tàn tật. Thế bán hàng ở đây từ sáng đến giờ. Tôi bán hàng có làm sao đâu. Bà ấy cho khách của bà ấy vứt sang hàng của tôi. Thế bà vứt hàng cho tôi trước thì tôi chẳng vứt hàng cho. Tôi nói, thế tôi bảo là sao bà lại cho khách ném hàng cho tôi. Thế là bà bảo, mình thích thì ném thôi. Thích thì bảo như thế, có được không? Thế bà, đấy của bà ném hàng tôi trước, tôi bảo bà không bảo trước của bà đâu mà bà ném. Ôi dồi ôi, đấy, hai đấy. Bác bình tĩnh. Tôi hiểu ra vấn đề rồi. Đấy, chị hiểu là tôi vui rồi. Ôi dồi, các bác nghĩ xem, các bác bán hàng ăn, nhưng các bác lại để rác thải xung quanh mình chất thành một đống như thế này, gây ô nhiễm như thế này. Thì liệu có khách hàng nào muốn mua hàng của hai bác nữa không? Tôi định vứt ra xong chứ tôi bán xong mà tôi dọn. Tôi cũng bảo xong mà tôi dọn vì tôi đông khách quá chị ạ, không có thời gian mà dọn. Không thể nào làm như thế được. Vì các bác nghĩ xem, khi môi trường xung quanh của chúng ta bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đồ ăn, chất lượng đồ uống của hai bác, sẽ ảnh hưởng chung gọi là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi vệ sinh an toàn thực phẩm mà bị ô nhiễm đến thức ăn thức uống thì liệu có khách hàng là muốn mua hàng nữa không? Thế à, chết rồi. Thế không được à? Ôi trời, mặt khác là các bác không được để rác thành một đống như thế này đâu nhá. Lại thế nữa. Đúng rồi. Thưa hai bác, tôi vừa đi họp ở trên Ủy ban Nhân dân phường về việc quy định về Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022, quy định của Chính phủ về xử phạt những hành vi vi phạm trong bảo vệ môi trường. Trong đó đấy có nhá, hành vi không gom rác thải, không phân loại rác thải đấy hai bác ạ. Thế à, nguy hiểm quá cơ. Thế rác nhiều loại như này, tôi phân làm sao được? Phân được chưa ạ? Đúng rồi, phân làm sao được? Phân làm sao được? Nhà tôi là, để nhà tôi là chẳng có phân viết gì hết. Tất tần tật tôi cho vào một túi, à cái gì bán được thì tôi đem bán. Đúng không nào đâu? Ôi dồi ôi, nhà tôi cũng thế. Tôi giải thích cho hai bác nghe. Nghị định đã quy định rằng sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với những hành vi không thực hiện không đầy đủ, không đúng những cam kết hoặc phương án thu gom, xử lý và quản lý trong rác thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, trừ trường hợp vi phạm về chất thải rắn thông thường, chất thải độc hại. Chính vì vậy với trường hợp này của hai bác, tôi nghĩ sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng đấy ạ. 1 triệu cơ. Đấy, rồi vi phạm thì chúng ta sẽ bị phạt. Bà có thích phạt không? Không, ai lại muốn phạt 1 triệu đấy. Ngày đã chưa được 1 triệu để phạt 1 triệu. Tôi nằm hóa với bà này. Bà ơi, bây giờ cái nghị định ấy nó phạt những 1 triệu. Thế thì mình bán hàng bao giờ được 1 triệu? Thế thì mình phải dựng cái chỗ này đi. Tôi thấy này, con chào mẹ. Tôi mới bảo sai rồi. Ôi, các con đi đâu về mà các con thì họp chị ạ, thùng mống đem đi đâu ấy? Chúng con đi thực hiện ngày Chủ nhật xanh về đấy mẹ. Ôi giời, may quá các em ở đây rồi. Có việc gì vậy chị? Hai mẹ của các em đang cãi nhau về việc xả rác qua lại, nên chị đang ở đây để giải thích cho hai bác hiểu đấy các em ạ. Bây giờ các em hãy giúp chị hướng dẫn các bác phân loại rác thải các em nhé. Vâng ạ. Các mẹ, các loại rác này bây giờ mẹ phân như sau. Các loại rác hữu cơ chính là những chiếc lá chuối này hay những chiếc bã mía này. Còn rác vô cơ chính là những chai lọ nhựa, rồi những chiếc túi gói xôi hay là những thùng xốp này. Các mẹ sẽ phân ra làm hai loại, đó là rác tái chế được và rác không tái chế được. Thế bây giờ chúng con sẽ cùng với các mẹ dọn những rác này vào trong các thùng này nhé. Rồi chúng ta cùng dọn nhé. Các mẹ hiểu rồi. Thùng hai đừng rác vô cơ. Thế thì bây giờ dọn thôi. Bây giờ chúng con sẽ cùng dọn với mẹ. Thế chị còn muốn nhắc nhở chúng tôi cái gì nữa không? Các bác thực hành như vậy, chúng tôi đã rất vui rồi. Khi Nghị định 4 năm đi vào trong đời sống, chúng ta sẽ thực hiện phân loại rác thành 3 thùng như thế này bà con nhé. Việc phân loại rác thải và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cũng chính là góp phần chung tay cùng hệ thống chính trị xây dựng Đông Triều trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh. Và đây cũng là việc làm, hành động thiết thực để chào mừng kỷ niệm
60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh mình đấy bà con ạ. Bà con ơi, đây là rác hữu cơ, cho nên em đặt vào thùng hữu cơ. Cái này là cái gì? Ôi vô cơ cho vào đây, đúng rồi. Ba thùng, xinh như ba công chúa. Ui giời, đấy bà này nhặt chả khí gì cả. Bà nhặt được ta phải nhặt hết chứ, phân loại cho nó đúng chứ. Trời ơi, đấy, mày học tôi nhá. Bà con ạ, chúng ta là phải giữ sạch môi trường và tự phân loại rác đi, để khi cái nghị định gì đó đi vào cuộc sống, mình không nó bị phạt. Với lại cái hành động của chúng ta giữ môi trường như thế là góp phần bảo vệ môi trường, để cả hệ thống đưa Đông Triều chúng ta trở thành một thành phố hiện đại văn minh, và đưa Quảng Ninh mình trở thành một tỉnh đáng đến và đáng sống. Bà con đồng ý không? Vâng, cho một tràng pháo tay ạ. Rồi, bà con nhớ nhá, chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn ạ. Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta một màu xanh cỏ cây hoa lá, bầu trời trong lành từ muôn thuở. Tiếng ba ngựa rèn vang bờ cõi những người con.
Việt Nam, người Việt Nam, dân Việt Nam.